Thưa quý vị, sáng nay, Công an thành phố tổ chức lễ ra quân, triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an ninh, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đến dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Công an thành phố đề ra và quyết tâm hoàn thành 18 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu công tác trên các lĩnh vực, nhất là các chỉ tiêu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với cùng kỳ năm 2023, 100% đối tượng hình sự ma túy tái hòa nhập cộng đồng, thi hành án hình sự tại cộng đồng đối tượng loạn thần, ngáo đá, số thanh thiếu niên có dấu hiệu tàng trữ hung khí tụ tập đánh nhau, điều khiển xe độ chế gây rối trật tự, được kiểm danh, kiểm diện giáo dục quản lý theo dõi, xử lý theo quy định. Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí so với thời gian liền kề. Quy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật, điều tra khám phá các chuyên án, vụ án với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, an toàn, tạo khí thế mạnh mẽ tấn công tội phạm và tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Tết Noel, dịp Tết Nguyên đán. Tổ chức rà soát, phát hiện, ngăn chặn, phản bác, đấu tranh, xử lý nghiêm những thông tin độc xấu, sai trái xuyên tạc trên không gian mạng, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động kích động, biểu tình gây rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch, quản lý chặt chẽ hoạt động các loại đối tượng an ninh, tuyên truyền, vận động thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, gắn với công tác phòng chống tình trạng thanh thiếu niên càn quấy, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, tăng cường ra quân, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, giao thông trật tự, phòng cháy chữa cháy, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép, cháy nổ lớn gây thiệt hại về người và tài sản. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh biểu dương sự chủ động, trách nhiệm, những nỗ lực thành tích mà các lực lượng đạt được thời gian qua, đồng thời khẳng định với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó Công an thành phố đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, đã triển khai thực hiện mạnh mẽ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố. Hiện hoạt động phát triển kinh tế xã hội của thành phố có bước khởi sắc, nhiều dự án đầu tư trên các lĩnh vực được khởi công xây dựng, du lịch phục hồi và duy trì lượng khách ổn định đứng đầu trong cả nước. Tuy nhiên tốc độ phát triển vẫn còn chậm, thu ngân sách còn hạn chế, chưa xứng tầm với vị thế và tiềm lực vốn có. Để đạt được các mục tiêu trên, đồng thời tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu. Thứ nhất là đối với các lực lượng công an thành phố, một, làm tốt hơn nữa, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Hai, chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời nắm bắt, phát hiện, nhận diện những thông tin xấu độc, sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, các trang mạng xã hội, chủ động ngăn ngừa làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội, phát huy thế trận lòng dân để đảm bảo an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Huy động lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp mạnh, có hiệu quả các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn trong dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các lễ hội đầu năm với tinh thần quyết tâm cao nhất. Sau lễ phát động, các phòng ban chuyên môn của Công an thành phố và Công an các quận huyện đồng loạt ra quân, triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.